chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Mở hết cả tay. Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Tamao TV. Dạ. Các bạn hôm nay biết Ma Đệ ra đây làm gì không? Ma Đệ ở nhà rủ mãi Ma Đệ Ca đi chơi, mà xuống nhà tìm Ma Đệ Ca lại chả thấy đâu. Lục tung nhà mà chẳng thấy. Ma Đệ kiếm được ít tô ở trong tủ ấy, tủ nhà Ma Đệ Ca ấy. Tại vừa đầu cũng đi công an đâu, xong rồi ngồi để chơi lại xem phim ấy, xem phim người ta ăn gỏi tôm nhìn thấy thèm quá, bắt đầu nghĩ đến món gỏi tôm, ăn sashimi tôm sống ấy, hơi bị ngon. Này, mà để cho xì dầu vào, cho bột tạt vào, thì nó chấm ăn hết chỗ luôn, ui cay ấy, wow. kiếm con tươi tươi à. Bóc ra, bóc tôm ra, ui nhà mới đây cho cá ta tiếp nó ăn, xong bắt đầu tí nữa mới cho vào đây dùng nha. Không biết Ma Đệ Ca đi đâu mà rõ ràng lúc sáng gạ Mao Đệ là chiều nay ra đi để đi ra suối để câu. Ma Đệ mang cái tôm ra đây ăn cũng chờ Ma Đệ Ca luôn, nhớ đâu Ma Đệ Ca đi làm gì ấy, xong rồi thì mình nhớ ra đây thì Ma Đệ ở ngoài này luôn. Đấy. Wow, ngon chưa. Wow. Này đi. Ăn nhẫn phân người nó luôn. Cho vào đây này. Quấy này cho nó đỏ thơm đi. Cho nó chín tôm rồi nè. Chắc phải lấy cái gì. Quấy cái này lên nè. Đấy. Mai cái wasabi mô tạc ăn hết giờ luôn, thông mũi đấy, ngon lắm. Vừa đầu ăn mấy lần đầu á, quậy thùng nhức não luôn. Rồi cái này gần như chín hẳn rồi, tái này chấm vào đây, khuấy lên đấy, cảm tưởng đây là một chín hẳn. Ơi. Cay quá. Gọi ăn tôm tươi tôm kia đi ăn tôm này thì tôm của anh xong nó chẳng chết điên này, tôm kia nó tươi ăn nó ngon thì mỗi khi anh làm tôm thì nó cũng sao nó cũng chết đấy. Tôm này ngon không? Ngon. Sao đâu? Ơi đủ anh em gì làm thử con mà xem ngọt cực. Con nào tao con... không thấy tin tưởng, tao thấy con tôm để đông tôm đá tìm. Tôm để đông đá này ấy. Ngon bị ngon này. À, chỉ miếng nào. Ngọt lắm. Ui thế mày không bảo. Hôm nay em vừa khai quật được ở khu nhà hoang ấy. Ừ. Tôm ấy.
Ngứa cái tít tôm đông lạnh. Khu nhà hoang chợ à? Thì nhà anh có đời đâu mà chả nhà hoang. Quái nhà đâu mà chả nhà hoang. Em ăn trước tôm bữa này. Vâng. Nhà tao làm gì có tôm kìa. Có. Ở trong cái tủ đóng đen đen ấy. Không. Nhà tao tôm to với anh. Tôm bể này. Anh mình ngâm cho nó đỏ. Đỏ thì mất chất à? Mất chất. Ngon không? Tôi xin ngửa ra. Từ từ xem nào. Sẽ bóc. Xíu hết đấy. À, nhưng mà sao mày không ngon kiếm mà. Cái tôm to to à? Để lấy đâu ra tùm tổ. Để tao ăn thử một miếng xem là ngon không đã. Nếu mà ngon mai tao tậu cho một à mai anh em mình đi tậu tôm càng xanh ấy. Ừ. Ở đâu? Bằng miếng đi. Hả? Điều. Làm như tôm hùm mày mà bằng đấy. Tôm càng xanh. Càng xanh ở đâu? Ở trong gọi là Nha Trang các kiểu trong miền trong ấy. À, chắc nó như kiểu là tôm tre, tôm hùm tre mà tôm xanh, chắc đây là tôm hùm càng xanh cái gì? Không. Thì nó bằng đấy. Không, tôm này tôm khác. Đây cho mày mổ lên cắn đi. Để chấm nhé. Ngon không? Ngon lắm. Chấm được mà ăn quê. Ngon mà nhỉ. Nào. Tạm được. Tạm nếu được. Nếu không muốn nói là không ngon lắm. Điều. Tại vì sao? Tôm này nó ươn sể rồi, để đông đá rồi. Nếu muốn ăn thế này á, mai tao đấy cho. Bây giờ về đi lấy miếng của tao nữa. Đem vào. Đi chặt miếng thịt trợn đi thử nghiệm đi. Hả? À, lấy mấy cọng rơm ra đấy. Lấy mấy cọng rơm ra đấy. Nướng 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 nướng. Điên à, em mang ra để ăn gỏi chứ nướng gì? Không, nướng lên ăn cho ngon. Gỏi không ngon lắm đâu. Mai tao đền cho. Đền à, cái gì? Mai lại đền tôm hùm cho. Hứa nha. Bắt tay này. Nhớ nha. Lời hứa của một thằng đàn ông. Ngứa đi đánh thế mà anh thành đàn bà mấy lần nhỉ? Lần trước anh thằng bảo là mua tôm hùm về để ăn mù tạt wasabi này vã mồm ấy. Hôm trước mày ăn cái gì đấy? Giải cứu bao nhiêu tôm hùm đấy? Có một nửa con. Nửa con ăn cả rổ tôm. Nhưng mà không ăn chấm cái này. À, hay là bây giờ bỏ cái món này đi. Thế nào? Ê. À. Có dao không? Có dao không? Chặt trên khúc. Ăn. Tí nữa. Đấy. À. Mượn xuống cái mượn con dao quét cái chỗ này ra cho tôm mình nướng. Ôi thật đấy. Thử xem có ngon hơn cái món. Nhưng cái phát minh của anh thì chỉ để cho chó ăn. Bị điên à. Mía bị thơm đấy. Làm gì nướng được ở bên trong ấy. Quét ra. Rửa cứ để đấy đi. À, đóng thanh như kiểu quan tài con này đó. Đi. Vậy à mày trông à mà không được, tao phải đổ bỏ cái này chứ không mày ở đây mày ăn. Đợi tao nhá, tao lấy dao. Không phải dao, bẻ cái này ăn được mà. À. Đấy. Nó lại ta sáng kiến với đấy. Mày cho đây cho nó nướng. Nhìn trông thấy giống cái gì không? Quan tài. Chiều vết đấy nhỉ. Quan tài gỗ ấy nhỉ. Thì mày cháu ấy. Tao 6 tấm. Con này chết cũng phải có quan tài á. À. Quan tài ngọt ấy. Chết trong sự ngọt ngào. Rồi là cái chết nhiễm tự lông hồng à? Đâu thiêu trong ngọt ngào ấy. Vậy là... Ê, anh ơi. Hỏa táng. Được cái gì không? Gì? Trong mình nhặt được đấy. Gì hả? Ở đằng trên này. Hạt tiêu. Sao tưởng nó mì tôm nữa. Hạt tiêu tí nó ăn cho mình. Cho vào đi, cắt dâu tôm đi. Kéo đâu? Kéo. Đem đi lên cái cắn. Đấy, mọi người thấy chưa? Quét nó... cho nó giống một cái quan học quan tem xạ cắt dâu thôi. Đấy, xong nhét nó vào quan tài cắt dâu cắt chân nhỉ, ngọt lắm ấy. Cắt chân không mày? Mày thích làm gì thì mày làm. Cắt một cái nhọn nhọn con này chọc đầu vớt đi. Cái nhọn nhọn này nó có vũ khí ấy. À rồi xem nào. Cắt bỏ đuôi. À hợp lý đấy. Đây, cắt bỏ cái nhọn này thôi. Mày cắt lâu đấy nhỉ? Thế này là xong rồi. Cái này cong đít lên này.
đẩy nó ra. Cho nó đây. Nó nằm ngang thế này này. Nằm à, ngang á. Đấy thế này. Đấy. 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 À. Okay. Em để đẹp hơn cơ. Nào, xếp vào đây. Mình ta chẳng phút đấy. Xếp vào đây. Xa. Đây, đây, đây. Đây, con này cũng nhặt. Con tay này cũng nhặt. Quán tay ngọt ngào. Nước thăng lên thiên đường. Nhưng mà anh phải, anh hứa là anh mua tôm càng xanh càng đỏ gì đấy nhá. Ok. Nhớ không biết đấy. Có tôm càng xanh trong miền Nam có ship ra được miền Bắc không nhỉ mọi người nhỉ? À, mình định làm. Chắc cũng ngọt như kiểu tôm hùm ấy nhỉ. Ăn đã đấy. Quả tôm hùm đất. Quả tôm hùm đất nó chưa du nhập vào Việt Nam được. Chắc em thấy Việt Nam ăn đời mà. Anh chắc em thấy người ta ăn đời mà. Thế ai biết được. Anh ơi, đây là ốc biêu vàng Alaska với cả trai trai của hoàng đế. em vừa nhặt được dưới kia rồi. Cho lên nướng. Thần kinh à? Thần kinh gì? Đấy. À chỗ này thừa cho nó vào cho nó ngọt nhỉ. Nào. Thiếu ngăn. Em trồng lên nhé. Trồng gì? À không, thế thì để con này nướng riêng để tí nữa xem con nào ngon hơn. Ok. Để lần sau mình giữ. Để hai con nướng riêng nhé. Không. Đấy. Hai con nướng riêng à? Hai con nướng riêng. 2, 4, 6, 7. Lần sau mua nhiều tí nhé. Ít nào, nó lửa thôi. Rồi, để em đốt lên nhé. Rồi, cháy rồi. Em này, anh ơi. Để tiết mục này nha. Tiết mục gì? Rắc virus corona. Mày bị dở. Nhưng mà hạt tiêu làm gì? Ui. Cho ăn cho khoái em thôi. Thôi thôi thế thôi ít thôi. Bọn này anh đừng có đùa nhé. Đấy bây giờ đến tiết ủa. Cái mặt thơ. Cái mặt tao rồi. Cái này ăn lắm. Hay có cái nào đợi nó. Cái này tí nữa nướng sau. À, cái này em cho vào nước gia vị nhé. Nước chấm nhé. Em tí em chế nước chấm luôn. Đố anh lắm mà. Ăn không á. Tao đố mày nhá. Không. Một hơi thật là sâu. Em bị rồi. Cay lắm. Wow, da bắt đầu sủi nè mọi người ơi. Sủi, sủi ngọt đấy. Đố anh sủi. Cho thấy là liếm ấy. Đấy. Wow, ui, bóng lắm. Cái này tôm này. Ui tôm bắt đầu vàng rồi này. Đỏ đít rồi. Đỏ đít rồi. Tí nữa phải lật đấy. Không phải lật. Không phải lật đâu. Đấy chả chả. Thùi nào. Ở trong này mía nó thùi này. Anh phải chơi củi trong là góc kia không được củi. Hả? Được được tí nữa. Ok. Tí nữa chín con nào mình sẽ chuyển ra ngoài á. Vâng. Rất là bày đấy. Mà đây ca đổ chỗ đi. Thấy đỏ chưa? Ui sôi này mọi người. Sôi này. Con ốc biêu của em đang sôi đấy. Sôi trùng trục luôn. Đấy, đổi cái này ra đây. Thôi đấy à, cho nhỏ à. Cho cái này vào đây đã. Nhỏ kia. Cái nào này chuyển sang bên đây. Đấy. Chuyển sang đây. Đấy, tí nữa nó sẽ chín đều mọi người nhé. Nó xa. Con này kéo chín rồi ấy. Nó chín thật rồi. Mía nó sôi ác cực nhé. Nó nắm. Cái nước mía ở trong này. Kiểu giống kiểu mía nướng ngày xưa anh em mình hay nướng ấy. Mày biết đấy. Anh ơi, lật con nào, lật con nào. Không phải lật, kệ nó. Nhìn chưa thế nào anh ạ. Ui đây, đây, đây. Cho mày thử thức con này trước này. Ok. Ui đây, mọi người. Ui sôi trùng trục luôn. Sôi trùng trục kìa. Tí nữa ăn mía ngon anh nhỉ. Thế là một công đôi việc mà lại. Tao cũng thử một con. Nhưng mà phải đợi nó nguội ha. Không phải đợi nguội đâu. Bằng lắm. Sủi đấy. Ui ngọt lắm anh ơi. À. Ê, ngon cực. Nóng. Ui. Đâu xem nào. Ui vẫn sủi này. Ui. Gọi là quả này là tôm nướng đường mọi người nhá. Mía hay làm mía. Đường. Mía. À,
đỏ ửng ửng luôn. Cho ta thử xem nào. Bỏ này. Ừ. Em bốc vỏ á. Để tao lột vỏ luôn này. Bỏ ấy. Mời tất cả mọi người nhá. Wow. Em lại bóc được vỏ nó ra đã. Quay, quay nó lột, tự lột à? Ừ. Ngon không? Ừ. Ngon cực luôn. Thử mà xem. Mọi người ơi, cực kỳ ngon nha. Ui, thơm ngọt. Ngọt, cái đầu nó đã ngọt rồi. Bây giờ là mọi người nhá. Tao thêm mày hút cái nước ạ. Hay nước mía nó ra ngọt thế nhỉ. Chắc bọn ui, bằng hợp với ngọt. Uầy, bóc vỏ đi anh ơi. Quá ngọt. Mình xuống. Còn tao tự lột vỏ luôn. Ngọt lắm. Bạn, bạn tôm không ạ? Toàn nhá, đặt wasabi nhá, ngọt lắm, ba ổng, ui thịt nó chắc lắm anh nhở, thịt nó chắc cực luôn, đây, em bóc vỏ chân này, à, wow, con này chín chưa, à, con này chín hơn này, đây, nguội rồi. Này bóc thoải mái rồi. Ngon lắm ấy. Ôi, anh ăn nhanh đấy đây nhỉ. Đây là khủng long Alaska tôm hùm gọi là gì nhỉ? Tôm hùm đồng. Ây, nóng thế. Ui, cái nước nó ấy. Ui, ngọt lắm nhá. Đây, trắng chưa? Siêu chắc thịt luôn này. Nén. Ui, cho muối tiêu chanh nhá. Tiêu chanh ớt. Mời tất cả mọi người nhá. Hết giờ đúng không? Ngọt không? Thế thì lúc nãy thằng nào vừa bảo là những cái phát minh của anh toàn cho chó ấy nhỉ? Thằng nào ấy? Hả? Mồm thằng nào nghe nói gì ấy nhỉ? Chắc là nó nhầm. Nhầm thôi. Chưa, chiều hết đấy. Ngọt à. Tao có nữa. Nó mỏng, vỏ nó mỏng này. Chín rồi. Ui. Quá là tuyệt vời mọi người ạ. Ngọt lắm anh. Wow. Ngọt. Đã thật sự. Chứ là bỏ. Con này không. Bóc quả chứ. Để con này mà sống mà ăn như kiểu này nhỉ, khéo ngon hơn cả tôm hùm Alaska ấy. Ui nhặng đấy. Mía nó cô lại nhờ anh nhỉ. Mía nước mía nó cô lại. Nó ngọt. Kinh điển. Thế. À, tuyệt vời. Ui thử ăn cả vỏ đi. Ừ, quý. Đúng rồi. Ngon quá. À quên. Thưởng thức thử miếng mía nướng tôm ở trong đoạn này nhá. Chắc là nguội rồi đấy. Ây da. Ăn vỏ hơi nhát. Rất là nóng nhá. Ngọt không nóng. Anh? Hả? Chứ đã biết đâu. Đấy này anh phải lấy miếng này. Ở đây miếng này dày. Dày nè. Ô, cô ăn tôm không cô ơi? Đấy, mọi người thấy trắng chưa? Cái này má để thử chấm mù tạt xem. Ôi, chấm nhiều quá sức cay ấy. Ngon cực. Yeah. Cái gì chấm với mù tạt cũng ngon à? Ngon, không phải chấm mù tạt nhưng mà cái người đấy là con này. Đây nè. Còn cong mất rồi. Cho vào giữa. Thử nướng miếng mía nhá. Em thử mía. Ừ, thơm lắm. Má đệ cũng thử một miếng mía nhá. Miếng nướng ấy, miếng lùi ấy. Ngọt hơn bao nhiêu nhỉ anh nhỉ? Ngọt vừa thơm. Ngọt rồi đấy.
Chín hết rồi, cho ra nha, cho ra tắt nha. Vâng, cho tắt đây. Ngon phê đấy. Tưởng mà đại ca không biết nấu ngoài ra là xịt ngon phê đấy. Hai con này để tí nữa thử xem là nó sẽ ngon bằng những con này không. Ui, gạch. Bà mà hình như cứ tôm ở trên đầu đúng không? Tôm con này là gì có gạch. Úi giời ơi, anh tào lao à. Bùi lắm. Phải hết, ngon à. Cái đường chút nữa. Không cần biết. Ngon nhỉ. Bóc vảy con tôm này, vảy nó tựa như là vảy con dết anh nhỉ. Hơi khó, nó hơi bé. Đây. Ôi mà chết. Dạ. Nói rằng ta xin mía về để hai bên bàn thờ cho nó đẹp đấy. Có phải chết đâu mà để bàn thờ. Ấy, tao cứ để cho nó đẹp chứ. À, thì anh em mình lên đánh cả cụ nhỉ, về chồng. Ồ nhỉ, đặt cho vào cái trong cây cảnh ấy. Xong rồi, không, anh đừng để bàn thờ kiêng đấy. Anh để phòng khách ấy là mới đẹp. Sao kiêng? Tại vì không được ăn. Để phòng khách ông nào thích ăn thì cái chặt một khúc một. Siêu vết. Dạ, quách ghê nhờ. Mình sẽ thử con tôm nướng không nhá. Chắc thì nhờ ngọt. Siêu vết đấy. Ai, nóng ghê. Mày ăn thử nhờ. Ngon lắm. Không ngon. Con nướng này ngon hơn nhiều. Nướng nướng ngon hơn nhiều. Hình như mà chưa chín thế nào mà chín rồi mày. Sống mày còn ăn ngon nữa này. Nhưng mà sống hẳn ăn ngon. Chín rồi. Quá chín rồi. Lại này ngon hơn nhiều nhá mọi người nhá. Bỏ ăn cái đầu trước. Ui. Bữa nay được bóc vỏ khó nhỉ anh nhỉ. Cắn hết đít nó đi mới lột được vỏ. Cho mình nốt con nướng không à. Không ngon. Không ngon thật á. Không ngon. Dám thử ăn nha mà. Mày có đi lên lấy miếng của tao không? Tao vừa phát hiện ra một ruộng mía. Cũng ngon mà nhưng không ngon bằng mía rồi. Không ngon bằng cái nấu mía. Ngon cái gì? Ăn phỉu, chả có độ ngọt. Có độ ngọt của mía và ngon hơn. Mà mày có đi không? Tao vừa phát hiện ra một. Dạ. Đi. Phỉu cực ấy. Đi luôn. Bỏ à? Không, cầm đi. Phỉu. Đi. Ôi, bye bye mọi người nha. Bye bye đi. Bye bye mọi người. Mọi người thấy hay nhớ like, share, comment, đăng ký kênh của anh Trung Mỹ Cảnh nha. Để mà đi ăn trộm mía về trồng cây cảnh. Đây anh đi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. Sau đây thì anh em mình xin phép giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tamao TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hóa chất bảo quản nhé. Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này, trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này. Bạn nào có một làn da bị mụn, bị thâm và chưa được ưng ý về cái làn da của mình ấy, thì nhớ liên hệ với anh em mình để sở hữu bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Và sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh Matcha Tamao TV nhé. Đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt, hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da nha mọi người nhé. Và một cái nữa đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhé. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Đó.
Đó. Đó. Sau khi mua về, mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình, sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá. Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn tiền cho mọi người nhá. Và nó có một công dụng nữa, đó là giảm béo nhá mọi người nhá. Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị tăng cân, đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nha mọi người nhá. Ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688, mình để trên góc phải màn hình nhá, hoặc là nhắn tin vào fanpage Tamao TV Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người.